làm hẳn cục giao dịch luôn. Đấy. Không, chỉ cái cây là chủ thể thôi, con người mình chỉ gọi là đây, bắt tay chủ nhân, chủ nhân cũ là chủ nhân mới. Đấy. Cục giao dịch. Đấy, người thợ săn thành phố và người hùng Vạn Phúc. Đấy. 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 Đây, tác phẩm đây. Hai cái tay, hai cái tay hai màu da khác nhau. Đấy. Chất liệu Nam Điền rất là da rẻ không quan trọng. Đáng yêu, rất là đáng yêu này. Đấy. Làm sao là đấy. Làm quá điệu nghệ đấy rồi. Tí nữa sang anh có cái trọng tròn anh ơi. Nhưng mà liệu có chậu rồi gì được. Có chậu rồi là được rồi. Đấy. Đấy. Vậy anh sẽ sang chậu xong rồi sẽ chụp lên. Đấy. Chậu tròn da lươn. Quá nghệ thuật. Đấy, đúng cái ông chủ cây làm hơn 4 năm. Hơn 4 năm mới được như này. Anh Hải biết chủ cũ không? À đây. Đấy. Người chủ cũ. Người thầm lặng. Người trước thì Quỳnh đến chơi, thế là bằng nhiều cây này bảo. Em lên em có thấy cái cây này quái đâu. Thế thì anh em bắt giao lưu thôi. Chỉ đổi thôi, ngoài một tí đấy là em nhận ra cây này. Uống rượu xong vẫn nhấc lên, đúng không? Tay mình khỏe. Chọn cái này nhỏ. Đấy. Rồi. Rồi. Quá là anh ngoài mình sinh ra chẳng biết chơi gì. Già lắm rồi đấy nhá. À đấy nhưng mà đấy thôi vẫn giữ lại một quả cho anh nhé. À, ui, quả. Đâu đâu. Đấy quý lắm đấy. Thành quả đấy. Quý lắm đấy. À đấy thành. Đấy. Đấy một quả. Chưa. Vẫn giữ lại một quả cho anh. Kiểu gì kiểu. Ruồn quỳ ngọt. Quả tiếp. Ruồn quỳ ngọt. Từ đây gọi anh đâu thế nào? Ô anh đi đâu nhỉ? Anh về trước mà. Anh về đây trước đấy. Anh đi tìm hết vườn. Kia rồi. Chậu này sao nó lạ thế này, anh Quỳnh? À ừ cái lạ nó không chậu. Cái đấy như là chưa có bên hay sao ấy. Chậu thô. Chậu thô đúng không? Chuẩn bị sẵn món này rồi. Wow. Lên ngon nhá. Hôm nay chọn màu. Anh em chọn màu đi, chọn màu đi. Chọn màu đi. Mình thì... Em không nữa anh ơi. Cốm, 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 mình cứ anh thì em cứ chọn bừa nhá. Anh ơi anh ngồi đây. Vani dâu sô cô la. Em chỉ cứ chọn bừa cho anh vậy. Đấy. Em cứ chọn ngồi đây. Anh ngồi đây. Nhưng mà tí nữa anh các anh ăn hết xong về tí nữa còn mỗi em là mẹ em ăn xèm luôn. Sô cô la mà mình ăn sô cô la. Gọi là tình yêu. Mở vi dâm. Dâm nó như thế này. Yêu chưa? Quá yêu. Có đây. Chưa lớn đã già. Mình cứ khen này. Đừng, bây giờ đừng có ai khen. Rồi, yeah. Ok. Này là có quả đấy em này. Đấy, điền quả đấy. Tuy nhiên anh vẫn còn tỉnh táo ấy. Nhưng mà tí nữa phải đi đâu, ông em không chịu đâu. Mày mới quyết định bỏ việc. Đúng làm đấy. Hôm trước ông nào bảo nói bệnh quá. Thì thoảng nói bệnh. Mày sao đây? Thế anh không tiền thì anh gọi anh thủy. Thế nhá, bây giờ anh em thống nhất là cứ có giao dịch là có kem ăn. Đấy, rồi. Còn kem ở đâu không biết nhá. Lại qua anh Quỳnh chơi. Nhớ nhá, có giao dịch là có kem nhá. Đấy. Tư quân viên hay họ đúng không? Tí nữa một mình em còn kem ăn các anh nhìn nhá. Không em biết rồi, em để tí nữa anh ăn hết rồi em mới ăn. Xem là có cây nào mới, có em mới nào sẽ quay nó cảm xúc. À có đấy. Ừ. Lộc vừng, chắc cây này mới. Ừ, đúng đấy. Đấy. Này bao tiền đấy anh? Bán giá cho anh em biết nào. Ờ, dưới Cụ Hải. Củ Hải, dưới Củ Hải. Dưới Củ Hải là hai củ rưỡi. Đấy. Anh dùng rượu vào rồi. Đấy, rượu rồi. Hai củ rưỡi. Cái này lá dài đúng không? Vâng. Mà không phải là tròn. Lá dài nó hơi kém hoa hơn, nhưng mà nó khỏe hơn. Nó kém hoa. Nó khỏe hơn. Ui, giờ mới ngấm đấy. Chóng mặt, phết đấy. Anh
đẹp chưa? Tí nữa em mới ăn, tí nữa các anh ăn hết em còn em mới ăn. Đấy, cái này cũng hay này. Cái này bao nhiêu anh? Anh Quỳnh? À, cái 3 triệu rưỡi. Ừ, háng rộng ghê nhỉ. Gọi là háng. Nuôi xong rồi thu mà. Đấy. Gọi là háng hả em? Ừ. Nuôi xong rồi thu mà, giống như kiểu cầu thang ấy anh. Hai nhịp này có cái khoảng ở giữa đấy gọi là. Này thì hôm trước biết rồi. Biết rồi, con này thì vẫn giữ nhỉ. Vẫn giữ giá nhỉ. Này không bằng mười mấy đâu. 14 14. Hơi khó nhìn. Đây đang nằm ở sau ấy. Lấy thì quay mấy lần rồi. Con cây này bao nhiêu quên hôm trước không hỏi. Cái cũng là 14. 14. Xì tay chuột. Đấy. Chuẩn bị ngậm đá rồi. Ôi, say quá. Đây nguyên bản này ghép. Nó là quả phúc cho nên nó là ấm của nó, không phải ghép. Phúc nguyên của nó. Hay ho hết. Mười mấy anh nhỉ? Không bằng mười mấy. Đây 13. Đấy. Vừa nãy có khó gọi quá. Phiên phiến tí để còn vào ăn kem, còn thèm kem lắm rồi. Đố ghê chưa. Cây này không hỏi được cho em, khó chịu quá. Em thích nó già thôi chứ dáng nó bình thường thôi. Không. Cái này tức là do chủ cũ người ta cả chục năm người ta không sửa. Em thích tắt em thích nó già thôi chứ còn cái dáng thì nó cũng bình thường. Nhưng mà bây giờ nó đang bị phá. Tuổi là nó khó. Đang bị phá. À. Không bán, quyết định không bán. Khó chịu nhỉ. Không bán. Ông Ngọc Mai rất già, già từ gốc đến thân cùng một cái nước này. Sướng lắm. Khoái cái già nó. Đấy. Em bảo cây này bao tiền em mua mà cuối cùng không bán. Hôm nay vui mấy anh em ngồi uống rượu với nhau, có cuộc giao dịch các bác ạ. Thì chia sẻ cho vui thôi chứ không có vì cái gì khác nhiều. Úi mẹ khủng long này. Khủng long bảo chúa. Sợ quá. Ghép thùng này. À dưới này còn một lượt đấy không? Chậu trồng chậu đây. Rành rành. Muốn kiếm cây để bắt mà khó quá. Ba tư đây. Ba tư. Tưởng vì cái tưởng vi này không biết là đồng chí này có cái thuốc gì nhưng mà hiện nay đi nó đang bị có như là nó cứ nấm cứ cháy. Tưởng vi nó hay bị thế, không phải cháy đâu, nó nấm à nó, cái nấm trắng như trắng bóng bóng nó, ở trên tưởng vi nó hay bị thế nhưng mà đồng chí này khả năng có thuốc rồi chưa, nó mới mưa nó thế đấy, không có thuốc đâu, nó mới mưa nó thế. Bao giờ nó bắt đầu nó hơi già già lá là nó như thế này, nhưng mà chỉ nó lại ăn có như cái lá sút luôn, cái lá bị giòn luôn đây à, hầu hơn là dưới này. À, dưới này ở bên nhà anh Mạnh về đây. Đó. Nắng đẹp quá. Em cưới 2002. Anh thấy em lớn cho anh 2002 luôn, 4 năm. Sự gói bài hát đầu năm cưới cuối năm thêm người. Xanh quê nhưng mà năm khá đẹp. Đây một cây quê đấy, quê có quả này.
Quả to chưa? Cái này 18 ấy. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi cuộc tào lao này. Mình đi làm cái kem các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.